Một báo cáo của WHO thống kê về thành phần nước trong các cơ quan của trẻ, một điều rất đáng quan tâm. Cả tim và não, hai cơ quan quan trọng nhất của cơ thể đều chứa gần 80% là nước. Một nghiên cứu gần đây của nhóm tiến sĩ Nyman, Đại học Illinois, Mỹ cho biết uống đủ nước có thể giúp não bộ của trẻ làm việc hiệu quả, đặc biệt liên quan đến khả năng suy nghĩ, ghi nhớ và nhận thức. Thiếu nước, trẻ có thể không đủ điện giải cho các hoạt động học tập, vui chơi, thậm chí không thể duy trì sự sống nếu trẻ mất nước quá nhiều. Khuyến khích và giúp trẻ dưới 6 tuổi uống nước đầy đủ là trách nhiệm của cha mẹ, vì trẻ lúc này chưa đủ nhận thức về nhu cầu và đáp ứng đòi hỏi khi khát. Có những nguyên nhân làm trẻ con khác người lớn về nhu cầu nước mà theo báo cáo của Bệnh viện CS1, Đại học Michigan, Mỹ đưa ra. Trẻ có tỷ lệ trao đổi chất cao nên cần sử dụng nhiều nước, hoạt động lọc bởi thận ở trẻ chưa hoạt động hoàn chỉnh như chúng ta. Hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ chưa hoàn chỉnh nên dễ bị viêm nhiễm, ói và tiêu chảy là nguyên nhân thường gặp làm trẻ dễ mất nước. Trẻ thiếu cách diễn đạt khi cần nước hay không có cảm giác muốn uống nước khi bị bệnh. Trẻ phụ thuộc vào cha mẹ chúng liệu có quan tâm đến việc uống nước của chúng hay không. Điều này đã làm trẻ ở nhóm nguy cơ thiếu nước hơn người lớn chúng ta. Để việc uống nước của trẻ trở nên tiện lợi, cha mẹ nên để sẵn chai nước trong tủ lạnh. Để việc uống nước của trẻ trở nên thú vị, có một số gợi ý như: tạo mùi thơm cho nước bằng một lát trái cây tươi như thơm, chanh, táo. Chọn ly uống nước theo hình bé thích hay có màu bé thích. VD ly bé trai có màu xanh và có hình siêu nhân, có thể tạo những viên đá nhiều màu từ nước ép thanh long đỏ, hoa đậu biếc. Và để vào khay đá, trẻ có thể chọn viên trẻ thích để cho vào ly. Khuyến khích và giáo dục trẻ về việc uống nước, khi trẻ chơi đùa, bạn có thể gọi: Bi nè, đến lúc siêu nhân nạp năng lượng rồi. Trẻ con thích cách chúng ta nghĩ theo cách chúng nghĩ. Khuyến khích cũng cần đi chung với giáo dục trẻ hiểu về vai trò của nước. Do đó, uống nước đầy đủ là tối quan trọng cho sức khỏe và khả năng học tập của trẻ. Cha mẹ nên có trách nhiệm trong việc cung cấp nguồn nước sạch và khuyến khích trẻ dùng nước mỗi ngày. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mẹ còn câu hỏi nào nữa không? Hãy để lại dưới phần comment cho bác sĩ Vinh biết nhé. Và đừng quên like và share bài viết này nhé.